Cho một ly cà phê nha. Yeah, cà phê Trung Nguyên. Sáng sớm khi đi làm bà uống cà phê, nghỉ trưa tán dóc bà uống cà phê, buổi tối bà đi chơi cũng uống cà phê, nói chung cả ngày đi đâu bà cũng uống cà phê. Cà phê rồi lại cà phê, Trung Nguyên là số 1 uống là khỏi chê. Già trẻ với lớn cũng thích cà phê, nhắc đến cà phê mọi người cứ lại thích mê. Cà phê làm cho người ta tỉnh táo, cà phê giúp mọi người trở nên son sáo. Uống cà phê phải uống cái loại thiệt hảo, cà phê Trung Nguyên còn chần chờ gì nào. Hey, cho tôi một ly cà phê, không đường, không đá, không đường, không đá nha. Hey, một ly cà phê cho tâm trí ta không mơ màng, một ly cà phê càng tỉnh táo ngay. Cà phê Trung Nguyên number one coffee, không chỉ một ly mà phải uống hai ly. Da 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 coffee, da 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 coffee, da 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 coffee, Trung Nguyên coffee is the best. Da 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 coffee, da 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 coffee, da 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 coffee, Trung Nguyên coffee is the best. Hey, yeah, the best. Trung Nguyên coffee is the best. The best. Hey, viên nhân phòng khỏi nói phải uống cà phê. Đôi tán dóc kêu một ly thôi thì khỏi chê. Một câu chuyện ngắn ngủn sao dài lê thê. Ấy như vậy mà nó là cứ đam mê. Anh sinh viên sáng tới chiều đi học chăm quá. Chiều tối về phải đi làm thì là giỏi quá. Có mấy anh bị thất tình thì là khổ mà. Uống cà phê cho tỉnh táo mọi chuyện rồi sẽ qua. Cây đưa trồng trọt chính là nông dân. Công trình xí nghiệp là anh công nhân. Kinh doanh hay chứng khoán là anh doanh nhân. Uống cà phê cho tất cả cũng là bản thân. Không phân chia anh ốm hay anh mập. Không sao đo anh phổ thông hay phổ cấp. Uống cà phê thì không phân chia cao thấp. Ngồi xuống bàn uống cà phê không còn giai cấp. Một ly cà phê cho tâm trí ta không mơ.